Chúng ta ra ngoài ở riêng đi Em thấy ngày nào cũng cãi nhau với mẹ Em nghe mệt mỏi quá Em cố gắng nhịn mẹ tí đi Cho em cửa em nhà Chưa tính bà ấy hay nói Mà em cứ cãi nhem nhèm vậy Bà ấy lại càng tức Thì em cũng đã nhịn hết sức rồi Tại mẹ cứ thấy mặt em ở đâu là kiếm chuyện Rồi nói những lời khó nghe Làm em tổn thương Kệ bà ấy đi Cứ coi như không nghe thấy gì Chẳng thà ở riêng ra Chưa ở chung Làm sao mà giả câm giả tiếc được ở riêng thì nhà đâu mà ở tiền đất rồi tiền làm nhà cũng đã mấy tỷ rồi lương anh cũng vừa đủ chi tiêu còn em cũng vậy chúng ta lấy đâu ra mà mua nhà chứ chúng ta đi thuê nhà cũng được mà có nhà không ở đi thuê làm gì cho tốn tiền nói tóm lại từ nay về sau em đừng nhắc đến vấn đề này nữa anh đau đầu lắm mai ca xin gửi tới các bạn một bộ chuyện mới của tác giả hà đoàn mời các bạn cùng lắng nghe thảo mất bố mẹ từ nhỏ nên được chú thím nuôi sau này cô đi học ngành may nhờ sáng giả dạ nên thảo nhanh chóng học được nghề rồi được chú thím cho mở tiệm may nhỏ cô tình cờ quen và yêu toàn yêu nhau một thời gian toàn ngỏ lời đưa cô về ra mắt đây là lần đầu tiên thảo đến nhà toàn chơi nên cô rất hồi hộp nhà toàn cũng thuộc hàng khá giả bố mẹ anh cũng nhân viên công chức nhà nước về hưu sau anh còn có một em gái đang học đại học vào nhà đi em em thấy ngại sao ý ngại gì cứ vào có anh đây lo gì dạ vào đến nơi thấy bố mẹ toàn ngồi ở ghế cô đi lại chào hỏi dạ cháu chào hai bác hai người họ nhiệt tình mời cô ngồi xuống ghế cháu ngồi xuống chơi dạ cháu cảm ơn hai bác mấy phút sau bà tâm mẹ của toàn tiếp tục hỏi thảo cháu tên là thảo đúng không bố mẹ cháu còn khỏe nữa không nhắc đến bố mẹ thảo rưng rưng nước mắt dạ thưa bác bố mẹ cháu mất hết rồi ạ à. ôi bác không biết cho bác xin lỗi nhé dạ không sao đâu bác bà ấy lại tiếp tục hỏi thảo thật ra hai bác chưa biết gì nhiều về cháu chỉ nghe thằng toàn nói là đưa bạn gái về nhà chơi bác muốn chúng ta hiểu nhau hơn nên bác sẽ hỏi cháu một số chuyện mong cháu đừng ngại nhé thảo cảm thấy sợ trong lòng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại lời bà ấy dạ bác cứ hỏi đi vậy cháu học ngành gì ra trường lâu chưa bây giờ đang làm ở đâu nghe bà ấy hỏi khuôn mặt thảo bỗng đỏ bừng lên cô không biết trả lời ra sao toàn thấy vậy nên ra sức đỡ lời cho cô chưa gì mẹ đã hỏi kỹ như vậy cô ấy sợ chỉ là mẹ muốn tìm hiểu về bạn của con một chút thôi Thảo cũng không muốn giấu họ làm gì Thà cứ nói thật Sau này còn dễ sống hơn Dạ Dạ thật ra cháu không được đi học Cháu hiện tại bây giờ có một tiệm may nho nhỏ Làm đủ sống qua ngày Toàn cũng nói xen vào Cô ấy khéo tay lắm mẹ Khi nào mẹ muốn may đồ đi sang cô ấy may cho Thái độ của bà Tâm bắt đầu thay đổi Khi nghe về công việc của Thảo vậy mà bác cứ tưởng cháu học đại học này nọ rồi ra làm này làm kia cho nở mày nở mặt ai dè lại làm thợ may thảo thấy buồn khi bà ấy lại có suy nghĩ như vậy mẹ này kỳ quá nghề nào mà chẳng là nghề miễn là làm ăn chật chính không phạm pháp là được thì mẹ có nói gì đâu đó là con tự suy diễn vậy thôi mặc dù thái độ với thảo như vậy nhưng bố mẹ toàn vẫn lịch sử mời cô ở lại ăn cơm vì phép lịch sử nên Thảo cũng dáng ở lại ăn xong bữa cơm, sau đó mới đi ra về. Trên đường về, Thảo nói với Toàn, hình như mẹ của anh không thích em. Không phải vậy đâu, mẹ anh nói vậy, chờ trong bụng không suy nghĩ gì đâu, tại vì em mới tiếp xúc nên cảm thấy bà ấy khát khe khó chịu, nhưng thực chất bà ấy rất tuyệt vời. Thảo chỉ biết nghe lời rồi gật đầu theo. Dạ, chắc do em nhạy cảm quá thôi. Ở tại nhà Toàn, Bà Tâm ngồi nói chuyện với Toàn Mẹ không đồng ý cho con quen với con Thảo đó đâu Con ăn học đàng hoàng Lại nghề nghiệp ổn định Sao lại đi yêu cái đứa con gái không nghề nghiệp gì hết Thiên hạ họ biết họ cười cho Ai dám cười chứ Con yêu cô ấy Con muốn lấy cô ấy làm vợ Thiếu gì đứa mà con đòi lấy nó Đường đường là một cán bộ của huyện Mà đi lấy một đứa thợ may còn nghe có nực cười không Con thấy chẳng nực cười gì cả Nghề nào mà chả là nghề mẹ hay quan trọng mấy chuyện đó quá con nói rồi con chỉ lấy mũi mình thảo thôi nếu mẹ ngăn cản con con sẽ ở giá đến suốt đời luôn nói xong anh bỏ đi lên phòng bố của toàn là ông dũng liền nói với bà tâm tôi thấy con bé đó cũng đẹp người đẹp nết thằng toàn nó cũng đã chọn thì dù mình có làm gì cũng vô ích thôi nhưng tôi tức lắm con dâu của mấy bà bạn tôi đứa thì giáo viên đứa thì bác sĩ nhìn mà ham giờ thằng toàn cưới con nhỏ đó về họ cười cho thối mặt bà cứ quan trọng vấn đề thiên hạ họ cười thì mặc kệ họ miễn sao con chúng ta hạnh phúc là được tôi không biết tôi nhất định không đồng ý bị phụ huynh phản đối nên công cuộc rước nàng về sinh của toàn cũng gặp nhiều khó khăn thảo nghe tin thì cũng rất buồn và thất vọng cô tính chia tay với toàn mấy lần nhưng anh không chịu anh hứa sẽ cố gắng tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ để cưới cô bằng được người ta nói trời không nghe đất bắt buộc đất phải nghe trời nên sau một thời gian đấu tranh bà tâm cũng đành nhắm mắt làm ngơ cho toàn lấy thảo ngày nhà trai mang lễ sang hỏi cưới thảo bà tâm chỉ đi một ít trầu cau bánh kẹo với mấy trăm ngàn toàn thấy vậy nên lên tiếng mẹ còn cưới vợ là việc trọng đại chúng ta đi như vậy bên nhà thảo lại cười cho bà tâm bĩu môi cười cái gì mà cười có còn hơn không Mẹ mày ngày xưa cũng đâu được ông bà nội đi lễ nhiều đâu Mẹ ơi Ngày xưa là ngày xưa Bây giờ xã hội đổi mới rồi Nhà nghèo họ đi vài ba triệu Còn nhà mình cũng thuộc hàng khá giả Thì thêm chút ít cho nở mày nở mặt với người ta Mẹ nói không là không Giờ con Thảo và gia đình nó chịu Thì mẹ cưới Còn không thì giải tán cho đỡ đau đầu Bà ấy đã nói vậy Thì đành chấp nhận Khó khăn lắm mới thuyết phục được mẹ mình Nên Toàn không muốn làm cho bà ấy tức giận anh có gọi điện sang trao đổi với thảo khi nghe xong thảo vui vẻ nói không sao đâu anh mẹ chịu chấp nhận cho chúng ta cưới nhau là hạnh phúc lắm rồi đi nhiều hay đi ít em không quan trọng miễn là sau này chúng ta về sống với nhau như thế nào thôi ở đầu dây bên kia toàn xúc động vô cùng ừ cảm ơn em nhiều lắm nhìn em phải chịu thiệt thòi anh thương lắm anh lại nữa rồi chúng ta cùng nhau cố gắng nhé mấy ngày sau đó thảo được chính thức mặc áo cô dâu nhìn đứa cháu yêu quý của mình sắp làm vợ làm con nhà người ta chú hùng vui vẻ và hạnh phúc lắm chú ấy cầm lấy tay của thảo rồi dặn dò đủ điều thảo này hết ngày hôm nay là cháu phải đến một nơi khác sống mới đầu cuộc sống sẽ rất khó khăn gia đình họ ra giáo nề nếp cháu phải nhớ giữ gìn lời ăn tiếng nói sống chọn đạo làm vợ làm dâu nghe chưa thảo rưng rưng nước mắt Dạ, cháu biết rồi chú Chú ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe Làm việc ít thôi Có thời gian rảnh cháu sẽ về nhà chơi thường xuyên Ừ Chú thương mày lắm đó Thảo Cố gắng mà sống cho hạnh phúc vào nhé Chú yên tâm Nhất định cháu sẽ hạnh phúc Ngày đầu tiên về làm dâu Thảo đã phải đặt đồng hồ báo thức để dậy Vì hôm qua tiếp khách cả ngày Nên người cô mệt xã rời Thấy 5 giờ chuông báo thức kêu Thảo lò mỏ cơ tay toàn ra rồi chạy nhanh xuống lầu. Thấy đèn nhà bếp mở, cô mới chạy lại xem thử. Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế? Dậy rồi sao? Dạ, mẹ để đó con làm cho. Làm xong hết rồi, bữa sau nhớ dậy sớm mà nấu nhé. Chờ dậy muộn như vậy, người khác phải dành phần nấu đó. Thấy thái độ của bà ấy khó chịu, Thảo cũng cảm thấy buồn. Dạ, con xin lỗi, tại hôm qua con mệt nên ngủ quên, không sao, bữa đầu còn châm trước được. Dạ, con cảm ơn mẹ. Những ngày tiếp theo, làng xóm hà Hàng đến chơi rất đông bởi vì bữa cưới bà Tâm giới hạn khách mời nên có những người vẫn chưa biết mặt Thảo. Ôi, vợ thằng Toàn xinh thật đó mà cô không nghe mẹ cháu nói là cháu làm nghề gì nữa. Nhìn như thế này chắc cũng là giáo viên hoặc công chức nhà nước đúng không? Thảo bắt đầu cảm thấy run tay run chân khi cô ấy hỏi như vậy. Dạ... Dạ, cháu không phải là công chức nhà nước Cháu chỉ là thợ may đồ thôi Mấy người có mặt ở đó Cứ há hốc mồm ngạc nhiên Cháu nói thật sao Thằng Toàn ngày trước Thấy Toàn yêu đứa nào cũng có nghề nghiệp đàng hoàng mà Bà Tâm thì ngại đỏ hết mặt mũi Nhà tôi vô phúc đó các cô ạ à, Chứ chúng nói yêu rồi nàng nặc đòi cưới nhau Tôi cũng hết cách Thảo cảm thấy không vui Khi họ cứ phân biệt nghề nghiệp như vậy dạ cháu thấy mọi người phân biệt nghề này nghề khác quá đâu phải ai cũng làm giáo viên bác sĩ được đâu nếu không có thậm hay như bọn cháu các cô lấy cái gì mà mặc chứ bị đáp trả một cách cực gắt mấy người đó xấu hổ cứ ngồi nhìn nhau thì Thì các cô chỉ nói cho vui như vậy thôi nghề nào mà chẳng là nghề đúng không nhưng nó môn đang hộ đối thì sẽ vui và hợp hơn nhiều bà tâm nghe vậy thì mới nói xen vào đúng là như vậy trên đời này chẳng ai chê nghề nghiệp cả nhưng người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đó thì vẫn tốt hơn nhiều thảo nghe nhưng cô chẳng muốn nói lại nhiều khi cô nghĩ người cô lấy làm chồng là toàn chứ không phải bà mẹ chồng hay mấy bà cô kia thời gian sẽ chứng minh tất cả sau này họ sẽ hiểu được cô là người như thế nào cưới được khoảng một tuần cô bắt đầu trở lại với công việc dù thế nào cũng phải đi làm thì mới có tiền nuôi sống bản thân phụ nữ cần độc lập về tài chính thì họ sẽ không khinh mình được cô đi đâu vậy nghe mẹ chồng hỏi thảo liền trả lời mẹ dậy sớm thế con đã nấu ăn sáng cho cả nhà rồi giờ con đi sang tiệm chuẩn bị cho công việc con nghỉ lâu quá nên khách hàng họ hối mới cưới về đang còn chân ướt chân giáo mà đi làm là sao dạ con biết là vậy nhưng con vẫn phải đi mẹ à không được ở nhà mà lo cơm nước cho chồng cô ai mà hầu hạ mãi được còn nhờ mẹ nấu hộ con ít bữa, khi nào ít khách rồi con sẽ về nấu sau. Làm thợ may mà bày đặt này nọ, phải chi cô làm nghề khác thì tôi nguyện nấu cho cô cả đời. Thảo hơi buồn. Dạ, con đi đây mẹ ơi. Nói xong, cô nổ máy xe chạy thẳng ra cửa. Dạo này người đến may đồ đông quá, cô từ chối không nhận nữa mà họ cứ năn nỉ. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, cô nóng ruột tính đóng cửa tiệm để về nhưng nhìn đống đồ họ đem đến sửa chưa được cái nào cô đành bấm bụng ngồi lại cô vội lấy máy ra gọi cho toàn alo anh về chưa em đang nhiều đồ quá em tranh thủ sửa cho người ta mai họ lấy cái đã ờ làm cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa nha dạ em biết rồi chồng yêu bỏ điện thoại xuống cô bắt đầu công việc cứ cắm đầu vào làm không nhìn đồng hồ thấy toàn gọi cô mới hết hồn khi trời ở ngoài đã tối đồng hồ vì thế cũng điểm 9 giờ rồi cô hốt hoảng vội thu dọn đồ đạc rồi ra về vừa về đến cổng tiếng bà mẹ chồng nói xối xả vào mặt cô cô đi đâu mà giờ này mới về dạ con tranh thủ làm cho xong đống đồ của khách mai họ lấy mẹ ạ à. may đồ hãy đi theo thằng nào cái loại không cha không mẹ như cô không có ai dạy dỗ nên hư thân mất nét gia đình tôi bao đời nay nề nếp ra giáo chứ không chứa chấp cái loại đàn bà đi sớm về khuya như vậy thảo nóng mặt Đụng ai thì được Chứ đụng bố mẹ của cô thì không được rồi Bố mẹ con mất sớm rồi Sao mẹ cứ nhắc họ vậy Con đi làm chứ có phải đi chơi đâu Mà mẹ nói nặng lời như vậy Nghe tiếng ổn ở bên ngoài Toàn cùng bố mình chạy xa Hai người làm gì mà âm làng ầm xóm như vậy Bà nữa Con nó đi làm về mệt mỏi Còn bắt bẻ tội nghiệp nó Tội cái gì Có ai làm dâu như nó không Sáng cắp tít đi sớm Tối muộn mới mò mặt về nhà Mẹ chồng nói còn cãi nhem nhèm nữa chứ Toàn hơi khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ Khuya rồi mẹ cũng đừng nói nữa mà làng xóm họ cười Còn em thì bữa nay đi làm Nhớ chú ý giờ giấc nghe chưa Sợ ai cười chứ Cái loại con gái của kẻ buôn ma túy thì tốt đẹp ở chỗ nào Sao còn trước khi lấy Không chịu tìm hiểu gì hết Hôm nay mẹ mới nghe tin mà xấu hổ với mọi người quá trời Mẹ đang nói cái gì vậy Thì con cứ hỏi con vợ của con ấy Bố mẹ nó chết như thế nào Nói thật Chuyện của bố mẹ thảo không muốn nhắc đến nó giống như một thứ khủng khiếp đeo bám lấy cô dù sao họ cũng đã lấy tính mạng của mình ra đền tội rồi thì cớ sao mọi người cứ nhắc đi nhắc lại làm gì cho cô tủi thân anh toàn đi lên phòng rồi chúng ta nói chuyện toàn gật đầu rồi đi lại dắt xe vào cho cô bà tâm nhìn theo cô rồi nói với theo nhìn là thấy ngứa mắt rồi lên đến phòng thảo tắm rửa xong xuôi đi lại bàn ngồi Em xuống nhà ăn cơm đi đã, lúc chiều anh về sớm nấu cơm đó." Thảo buồn bã trả lời, "Em không muốn ăn. Phải ăn mới có sức được. Thôi, em không đói, mà chuyện hồi nãy mẹ anh nói là thật đó anh. Bố mẹ em buôn ma túy nên bị tử hình." Toàn nghe mà choáng váng đầu óc. "Thật vậy hả em?" "Dạ, em tính nói cho anh biết, nhưng chuyện qua lâu rồi, em không muốn nhắc lại." "Thôi, anh không quan trọng mấy chuyện đó đâu." nói là nói như vậy thôi chứ trong lòng toàn đang rất lo đường đường là một cán bộ thì ít nhiều gì chuyện này cũng ảnh hưởng đến anh từ khi biết chuyện về bố mẹ thảo bà tâm hồi trước ghét cô một phần thì nay lại càng ghét cô mười cứ thấy mặt cô ở đâu là nói ý nói tứ khiến cho cuộc sống của cô ở trong ngôi nhà này ngột ngạt khó chịu vô cùng hôm nay cô em chồng đi học ngoài hà nội về bà tâm bắt thảo phải dậy sớm đi chợ để nấu ăn Cô em chồng của Thảo thì suốt ngày đồng đành tiểu thư Hầu như chỉ biết ăn với học Chứ không biết làm gì hết Chị Thảo ơi Nhờ chị giặt hộ cho em bộ đồ với Cô Huệ cứ để trong Lát chị giặt đồ cho cả nhà luôn Không được Đồ em nay bị nhăn nên phải giặt bằng tay Không giặt máy được Nhưng chị đang dở tay Cô vào giặt đi Em vừa mới làm được bộ móng tay Mà giặt thì hư hết luôn Bà Tâm đi trên lầu xuống thấy vậy nên quát thảo. Vào giặt cho em nó một tí, lâu lâu em mới về một bữa, chứ có phải lúc nào cũng ở nhà đâu. Nhưng mà con đang nấu ăn, mẹ vào giặt giùm cho cô ấy với. Cô làm con dâu kiểu gì mà dám sai mẹ chồng, giết rồi không coi ai ra gì hết luôn. Cô ấy lớn rồi, đi học đại học rồi thì phải biết giặt quần áo mà mặc chứ, con đang nấu ăn thì con nói là nấu ăn, chứ ai mà làm được hai việc trong cùng một lúc được. Từ ngày thảo về làm dâu đến giờ trong ngôi nhà này lúc nào cũng ồn ào cãi vã. Nguyên nhân đến từ bà mẹ chồng yêu quý của cô. Bà ấy đã không ưa Thảo thì chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã tìm cách để kiếm chuyện rồi. Thảo cảm thấy chán lắm. Cô nhiều lần bàn với Toàn ra ở riêng cho thoải mái nhưng anh không chịu. Anh Toàn, chúng ta đi ra ngoài ở riêng đi. Em thấy ngày nào cũng cãi nhau với mẹ. Em nghe mệt mỏi quá. Không nói lại thì ấm ức trong lòng còn nói lại thì mang tội bất hiếu Toàn cũng thấy áp lực và mệt mỏi khi đứng giữa mẹ và vợ. Em cố gắng nhịn mẹ tí đi, cho em cửa em nhà. Chưa tính bà ấy hay nói, mà em cứ cãi nhem nhèm vậy, bà ấy lại càng tức. Thì em cũng nhịn hết sức rồi, tại mẹ cứ thấy mặt em ở đâu là kiếm chuyện, rồi nói những lời khó nghe, làm em tổn thương. Kệ bà ấy đi, cứ coi như không nghe thấy gì. Chẳng thảo ở riêng ra, chứ ở chung làm sao mà giả câm giả điếc được. Toàn nhăn mặt, ở riêng thì nhà đâu mà ở Tiền đất rồi còn tiền làm nhà cũng đã mấy tỷ rồi Lương anh cũng chỉ vừa đủ chi tiêu Còn em cũng vậy Chúng ta lấy đâu mà mua nhà chứ Chúng ta đi ở thuê cũng được mà Có nhà không ở Đi ở thuê làm gì cho tốn tiền Nói tóm lại từ nay về sau Em đừng nhắc đến vấn đề này nữa Anh đau đầu lắm Thảo cảm thấy thất vọng Cứ ở trong nhà như thế này trong một thời gian dài Chẳng cô tự kỳ mất nhưng lấy chồng bắt buộc phải theo chồng, chưa biết làm sao được. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Thảo đi sang tiệm may, đang đi giữa đường thì gặp một vụ tai nạn. thấy người xuống lại rất đông, cô cũng dừng xe lại xem thử. lại gần, cô thấy một người đàn ông bị đụng xe, máu me đầy mình đang nằm giữa đường. hình như anh ta cũng đi làm thì gặp tai nạn. thấy ai cũng đứng xem mà không ai nữa lòng nào đưa anh ta đi bệnh viện. Thảo mới lên tiếng mọi người đưa anh ấy đi bệnh viện với làm ơn mắc quán đó cô để lát nữa công an đến họ giải quyết sao đã trời mạng sống con người là quan trọng nhờ mọi người bế anh ấy lên xe tôi trở đi viện cho có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn sau một hồi nói qua nói lại cũng có người chịu ngồi sau ôm lấy anh ta cho thảo trở đi đến bệnh viện các bác sĩ nhanh chóng đưa anh ta vào phòng cấp cứu người nhà đứng chờ ở ngoài nhé Dạ, tôi biết rồi. Sau mấy tiếng chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở, Thảo mừng rỡ đi lại hỏi. "Bác sĩ ơi, anh ta có bị làm sao không? Cô là vợ của anh ấy phải không?" "Dạ không phải, tôi đi đường gặp anh ta bị tai nạn nên đưa vào đây thôi. Anh ta có bị nặng không bác sĩ?" "Anh ta chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, không ảnh hưởng đến não." "Vậy trước lúc đưa đến đây, cô có giấy tờ tùy thân của anh ta không?" "Dạ có." Đây, thưa bác sĩ. Vậy cô theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho anh ta được không? Dạ được ạ. À. Làm thủ tục xong xuôi, chờ thêm mấy tiếng nữa, anh ta cũng đã tỉnh. Rất may là anh ta không bị thương nặng, chứ nếu mà không, cô không biết phải làm sao. Anh tỉnh rồi sao? Có nghe đau ở đâu không? Cô là ai vậy? Tôi chỉ là người đi đường thôi. Vậy cô chính là người đưa tôi vào bệnh viện đúng không? Đúng vậy mà anh tên phong phải không sao cô biết tên tôi tôi thấy trên chứng minh mà điện thoại anh bị bẻ rồi giờ anh đọc số tôi gọi cho người nhà của anh đến cho tôi không có người thân tôi là trẻ mồ côi nghe anh ta nói vậy thảo cảm thấy nhói lòng vậy tôi gọi bạn bè anh đến nhé tôi cũng ít bạn lắm mà họ cũng bận lo cơm áo gạo tiền đâu có thời gian đến đây vậy giờ làm sao tôi tự lo được giờ tôi nhờ cô đi ra cây atm rút cho tôi một ít tiền để vào đóng viện phí với mua ít đồ ăn ở đây vậy anh đưa thẻ với mật khẩu cho tôi tôi đi rút cho cảm ơn cô nhiều nhé nhất định sau này tôi sẽ trả ơn cho cô ơn huệ gì ở đây tôi thấy người gặp nạn thì giúp chứ tôi không suy nghĩ gì rút tiền rồi mua đồ ăn xong xuôi cho anh ta thảo nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn nên xin phép về giờ tôi phải đến tiệm để mở cửa cho khách hàng đã anh cần gì thì cứ gọi y tá tôi hồi nãy có nhờ họ rồi đó phong nhìn thảo đắm đuối cô thật là tốt bụng mà cô tên là gì vậy cô làm công việc gì à tôi tên là thảo tôi có một tiệm may ở gần đây vậy à một lần nữa cho tôi cảm ơn cô nhé được rồi cảm ơn hoài tôi về đây tôi có để lại số điện thoại có gì anh mượn điện thoại gọi cho tôi nhé ừ Tôi biết rồi Rời khỏi bệnh viện Thảo chạy một mạch đi tới cửa tiệm Cô Thảo Cô đi đâu mà giờ mới đến cửa tiệm vậy Nhìn chị khách hàng dễ thương Đang đứng chờ mình Thảo hơi ngại À em đi có chút việc Chị chờ em ở đây lâu chưa Tôi chờ được 5 phút rồi Đồ của tôi cô may xong chưa Dạ Giờ vào ủi vèo tí nữa là xong mà chị Ừ ai cũng bảo cô thảo mới mở tiệm có mấy tháng mà may đẹp quá trời chị khen vậy làm em ngại tôi nói thật mà nếu như cô chưa lấy chồng thì nhất định tôi sẽ giới thiệu em trai của tôi cho cô thảo vừa dọn đồ vừa nở một nụ cười tươi tiếc quá chị rút kinh nghiệm từ mấy lần trước thảo tranh thủ về sớm để lo cơm nước cho cả nhà không bà mẹ chồng lại bắt đầu bài ca thì mệt lắm dắt xe ra về nhưng khi đi qua bệnh viện lòng thương người lại trỗi dậy nên Thảo đã rẽ vào để xem Phong thế nào. Qua sáng ngày hôm sau, Thảo cố tỉnh dậy sớm dắt xe đi làm. Cô không thèm nấu ăn sáng cho nhà họ nữa. Vừa mới đi được nửa đường, thể chuông điện thoại reo. Alo, đây có phải là số của cô Thảo không? Nghe giọng quen quen, Thảo phải suy nghĩ chừng 5 giây mới đoán được giọng của người trong điện thoại. Anh Phong đúng không? Ừ, là tôi đây, cô đi làm chưa? tôi đi được nửa đường rồi vậy nhờ cô mua cho tôi một tô cháo với thảo vui vẻ đồng ý ok anh lát tôi mua vào cho vì hồi tối không ăn nên cái bụng của thảo cũng réo liên tục nhân tiện cô cũng mua một hộp xôi vào ăn cùng với phong cho vui vào đến nơi thấy phong đã khỏe hơn rất nhiều thảo mừng lắm nhìn kỹ anh ta thì thảo mới để ý khuôn mặt anh ta rất đẹp trai sáng sủa anh này khỏe hơn chưa Cảm ơn cô Thảo, tôi cũng khỏe hơn rồi. Cháu của anh đây, anh ăn đi nhé. Ừ, tôi biết rồi cô Thảo. Vừa ăn, hai người vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô Thảo năm nay bao nhiêu tuổi? À, tôi cũng hơn 20. Chắc cô Thảo cũng chưa lập gia đình nhỉ? Thảo cười. Anh nhìn sao chứ tôi có chồng rồi đó. Chồng tôi làm cán bộ ở huyện. Khuôn mặt Phong thoáng buồn. Vậy... Vậy mà tôi cứ tưởng Anh tưởng cái gì Phong ngại ngùng đáp lời Thảo Tôi cứ tưởng cô Thảo chưa có chồng Mà cô giúp đỡ tôi như vậy Chồng cô có nói gì không Không sao đâu Chồng tôi hiền với lại cũng thương người lắm Vậy thì tôi yên tâm rồi Thảo nhìn anh ta rồi hỏi Vậy anh không làm nghề gì À tôi làm nghề điện lạnh Bữa hôm tôi đi sửa tủ lạnh cho khách Thì bị xui xẻo bị tông xe đó làm gì thì làm, chưa anh cũng phải đi đứng cẩn thận đó nha. bữa hôm thấy anh máu me đầy người, tôi cứ tưởng anh bị gì rồi chứ. thôi anh nghỉ đi nhé, tôi đi làm đây. chiều mà tôi về sớm, tôi tranh thủ ghé qua. Phong từ chối, không cần đâu cô Thảo, tôi không dám làm phiền cô. phiền hà gì chứ, bệnh viện cũng nằm trên đường về nhà nên cũng tiện. nói xong cô đi ra cổng lấy xe đi. đến chiều tối cô về lại thấy tuyết, cô suy nghĩ trong đầu. Trách gì ngày hôm nay khi cô đi làm sớm như vậy mà mẹ chồng không thấy gọi điện chửi cô. Chị Thảo về rồi sao? Chào cô Tuyết, cô sang chơi lâu chưa? Dạ, em sang hồi trưa, em và bác đi trở về rồi nấu cơm sẵn chờ mọi người về ăn nữa là xong. Vậy sao? Cảm ơn cô Tuyết nhiều nhé. Dạ, không có gì, chỉ là lâu lâu em trổ tài bữa, chị đừng có chê nhé. Tôi nào đâu dám, tôi lên phòng tắm rửa đã. Đã đến lúc ăn cơm, mọi người có mặt đông đủ Thấy mâm cơm dọn sẵn đầy thức ăn Toàn vui vẻ hỏi Hôm nay vợ của anh về sớm nấu toàn món ngon nhỉ Vợ của con nấu cái gì Mẹ và con bé Tuyết nấu đó Nó mỏ mặt đi từ sáng cho đến tối mới về Thời gian đâu mà nấu Thảo cũng chẳng thèm đáp lại lời bà ta Cô bới cơm cho từng người Rồi lặng lẽ ngồi ăn cơm khỏe em gái của Toàn Thì buông lời định nọt Tuyết Chị Tuyết khéo tay quá trời vừa nấu ăn ngon lại vừa đẹp gái rồi kiếm tiền giỏi nữa chứ thật sự em ngưỡng mộ chị em ước gì chị là chị dâu của em sao em lại nói vậy chị Thảo buồn đó chị thấy mình đang thua xa chị Thảo nhiều nè em cứ cố gắng học mai mốt ra trường đi làm thao hồ tiền chị hồi trước đi học bên quản trị kinh doanh bây giờ ra có kiến thức rộng có chút kinh nghiệm làm ăn buôn bán nên mới có ti vốn thôi thật bác chưa thấy đứa con gái nào ở tuổi cháu mà lại giỏi như vậy Mai mốt con Huệ nó ra trường Nhờ cháu chỉ dạy cho nó một ít Dạ bác cứ yên tâm Chứ học giỏi như em Huệ thì lo gì việc Nói xong cô ta quay sang Thảo hỏi Chị Thảo hồi trước học ngành gì Sao không đi làm mà lại mở tiệm may vậy Câu hỏi của cô ta Làm Thảo sắp bị sặc cơm trong miệng Có thể nói cô ngại nhất là Mấy câu hỏi về học hành thế này Không biết là do vô tình hay cố ý Nhưng khi nghe hỏi đến là cô lại cảm thấy bản thân mình bị tổn thương. Toàn thấy Thảo bối rối, liền đỡ lời. Cô ấy năm đó nhà nghèo nên không thi đại học. Ôi dào, con dâu bác nó học cao lắm, cao đến nỗi mà không ai sánh được cơ. Không biết đến bây giờ, nhân chia cộng trừ có làm nổi không nữa chứ? Toàn nhìn mẹ mình rồi nói, mẹ đang nói gì vậy? Tôi chỉ học hết lớp 3 thôi cô Tuyết, nhân chia cộng trừ tôi đều làm được hết và nhân cách sống của con người tôi cũng học rất giỏi Chỉ tội cho những người có học thức Mà nhân cách chẳng có thôi Cô thì giỏi rồi Chẳng ai bằng cô được đâu Ông Dũng thấy tình hình có vẻ căng thẳng Nên quát lớn Bà có im để cái nhà này ăn cơm cho ngon miệng không Thảo nữa Con cũng bớt nói dùm bố Nhà có hai mẹ con mà suốt ngày cứ cãi nhau trí chóe Người ngoài họ thấy Họ lại cười cho Thảo xấu hổ đáp lời bố chồng Dạ con biết rồi bố Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Thảo và toàn lên phòng đi ngủ. "Thảo, em bữa nay quá đáng lắm rồi đó, sao em nói mẹ vậy? Dù bà ấy có như thế nào cũng là người lớn và là mẹ của anh, bắt buộc em phải tôn trọng." "Người lớn là được quyền xúc phạm, nói lời tổn thương người khác sao? Bà ấy đâu có hiểu được cảm giác của em lúc đó." "Thì mẹ nói đúng mà, em ít học thì bà ấy nói ít học thôi, chứ mà em học cao như tuyết, mẹ đâu có chuyện để nói đúng không?" Cô hỏng thảo bỗng nghẹn lại Khi nghe từng lời từng chữ thốt ra từ biển toàn Cô không ngờ Anh cũng giống như bà Tâm Quan trọng mấy vấn đề đó Em ít học sao anh còn cưới em làm gì Sao anh không nói thẳng ra từ đầu Để đỡ phải làm khổ nhau Anh giờ cảm thấy hối hận rồi nè Anh cứ tưởng em tế nhị Khôn khéo dung hòa được mọi thứ Nhưng không ngờ càng ngày em càng bộc lộ rõ bản chất Ít có ăn có học của mình Anh làm việc đã mệt mỏi Lại còn suốt ngày phải về phân xử chuyện mẹ chồng nàng dâu anh đau đầu lắm đúng là chẳng có gì gọi là mãi mãi lúc mới yêu thì hứa hẹn đủ điều rằng anh sẽ cho em cuộc sống tốt rồi anh sẽ yêu thương em trọn đời dù có chuyện gì xảy ra còn bây giờ thì sao người mà cô gọi là chồng lại nói ra những lời khiến cô phải chết lặng như vậy thảo cười trong nước mắt anh hối hận lắm sao vậy anh viết đơn ly hôn đi em ký cho toàn biết mình hơi quá lời thì liền nhẹ giọng Thôi đừng nói chuyện tào lao nữa Đi ngủ sớm, mai còn đi làm Cả đêm hôm đó Thảo không thể chợp mắt được Cô khóc cả đêm ướt đẫm hết gối Vì thức cả đêm Nên Thảo mệt không thể nào dậy đi làm được Toàn vội hỏi Em không ra tiệm sao Không, anh dậy đi làm đi Ờ ừ, ở nhà nghỉ bữa cho khỏe Toàn đi được một lúc Thì cả người Thảo nóng gian lên Sở lên chán Cô biết là mình đã bị sốt Cô vội đi xuống nhà tìm miếng gì ăn rồi kiếm viên thuốc hạ sốt uống. Bà Tâm thấy cô nên nói lời châm trọng. Ai chả, con dâu vàng bạc của tôi hôm nay động trời hay sao mà lại ở nhà như thế này? Dạ, con bị sốt đó mẹ. Sốt gì cô, tính ở nhà nhõng nhõng thằng Toàn đúng không? Cô biết là đôi co với bà ta chẳng được gì nên đi thẳng vào bếp chế gói mì ăn tạm. Ăn xong, cô lấy một viên thuốc hạ sốt uống vào rồi lên phòng đi ngủ quá mệt mỏi thảo cứ nằm ly bì cho đến chiều tối như vậy mặc dù đã uống thuốc nhưng người cô vẫn nóng gian cô mệt quá không thể nào ngồi dậy được còn bà mẹ chồng bà ta không nỡ lòng nào đi lên hỏi cô lấy một câu ở bên này toàn mới dắt xe ra chỗ làm thì gặp tuyết tuyết em làm gì ở đây em có việc thế anh tan làm thì ghé lại hỏi anh một chút ừ Dạo này công việc anh bù đầu bù cổ Nên chưa có thời gian mời em cà phê Hay giờ chúng ta đi uống cà phê nói chuyện cho vui Lâu lắm rồi Anh em mình chưa có dịp Uống xong chúng ta đi ăn tối luôn Toàn hơi lưỡng lử Anh sợ Thảo ở nhà trông Nhìn anh kìa Chẳng ra dáng cán bộ tí nào Mày đặt sợ vợ nữa chứ Anh cứ gọi điện về cho chị Thảo Nói đi công việc là được Suy nghĩ một lát Toàn lấy máy ra định bấm số gọi Thì đúng lúc Thảo gọi điện thoại đến alo anh đang ở đâu vậy anh đang đi nhậu với bạn có gì tối anh về nhé chưa kịp để thảo nói thêm gì nữa toàn liền tắt máy rụt xong chưa anh chúng ta đi nhé ờ ừ, xong rồi vợ anh hiền mà dễ tính lắm ở bên này thảo bấm số gọi lại nhưng thấy số của toàn liên tục không liên lạc được nữa cô mệt quá nên lại nằm thiếp đi đến nửa đêm vừa đói vừa khát nước thảo mới lọ mọ đi xuống dưới nhà Thấy 12 giờ đêm mà Toàn vẫn chưa về Cô nghĩ chắc anh nhậu say Nên ngủ ở nhà bạn Giờ này mà gọi đến Lại làm phiền mất không Ở tại khách sạn Toàn và Tuyết cuốn lấy nhau Do uống mấy chai bia Cộng thêm phần dụ dỗ của Tuyết Nên Toàn đã không làm chủ được bản thân Và anh đã làm điều có lỗi với Thảo Anh Toàn Em không ngờ anh lại tuyệt đến vậy Em ngu dại ngày trước đã không kiên trì theo đuổi anh Anh cảm thấy có lỗi với Thảo dù sao đi nữa Cô ấy vẫn là một người vợ tuyệt vời Đàn ông phải trăng hoa một tí mới hấp dẫn chứ Chứ lúc nào cũng vợ Anh không thấy chán sao Nói xong Cô ta vòng qua ôm lấy cổ của Toàn mà hôn hít Xong việc với nhau Trời cũng vừa gần sáng Toàn ngồi dậy mặc quần áo để về Anh về sớm vậy Ở lại một chút nữa Thôi anh về để còn đi làm nữa Dạ cũng được Bữa sau chúng ta lại gặp nhau tiếp anh nhé Em đừng để lộ chuyện này ra ngoài, anh sợ sẽ bị mất việc đấy. Anh yên tâm, lỡ mà có việc gì về em nuôi, lo gì. Toàn không nói thêm gì nữa, lặng lặng đi ra cửa. Về đến nơi, thấy Thảo đang còn ngủ, Toàn liền gọi. "Thảo ơi, anh về rồi sao? Anh đi đâu cả đêm, sao em gọi không được?" "À, à anh uống say nên không về nổi nên ngủ lại nhà bạn luôn." "Em mệt quá, em bị sốt." Nhờ anh lấy cho em miếng nước vơi Toàn lo lắng đi lại sờ vào chán Thảo Chết nóng quá Em sốt lâu chưa Em sốt hôm qua đến giờ Vậy ngồi dậy anh đưa em đi viện khám Thôi em không đi đâu Anh đi làm đi Không được mùa này đang mùa sốt xuất huyết Để lâu nguy hiểm Nghe Toàn nói vậy Thảo cũng cảm thấy sợ Nên dậy thay quần áo để đi Vì cô mệt quá nên Toàn phải dìu xuống nhà Bà Tâm vừa mới nhìn thấy cô liền nói lời khó nghe hai đứa đi đâu vậy con đưa thảo đi khám chứ cô ấy sốt quá khiếp mới sốt tí mà như chết đi nơi sao không tự đi mà làm phiền tới chồng làm gì nữa hai hàng nước mắt của thảo cứ rơi người ta nói là trời mưa ướt lá đài bì con mẹ mẹ xót xót gì con dâu câu nói ấy rất đúng với hoàn cảnh của cô hiện tại toàn nhăn mặt mẹ lại nữa rồi cô ấy đang mệt con đưa cô ấy đi viện đã đến bệnh viện thảo được tiến hành lấy máu xét nghiệm em ngồi đây chờ kết quả nhé hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên không thể nghỉ được nếu mà phải nhập viện em cứ nói họ nhập cho nhé dạ em biết rồi anh cứ đi làm đi ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm cô bị sốt xuất huyết nên buộc phải nằm viện đang loay hoay làm thủ tục thì mệt quá thảo liền ngất xỉu ở bên này phong cũng chuẩn bị lên đóng tiền viện phí để chuẩn bị ra viện thấy mọi người xuống đông anh cũng lại xem thử vừa nhìn thấy thảo anh hết hồn hết vía đi lại bế cô chạy lên phòng cấp cứu sau một hồi thảo đã dần dần tỉnh lại tôi bị sao vậy bác sĩ cô bị ngất xỉu đó sốt xuất huyết nếu không bù nước kịp thời tiểu cầu giảm sẽ gây ra hiện tượng đông máu sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng giờ chúng tôi cho cô xuống phòng bệnh nhân để điều trị và theo dõi dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều đứng ở ngoài phong lo lắng vô cùng anh tính ra viện sẽ gọi điện thoại cho cô một bữa ai dè chưa kịp gọi lại lại gặp cô ở đây rồi thảo cô sao rồi thảo được chị y tá dìu từ phòng cấp cứu ra nhìn thấy phong cô ngạc nhiên vô cùng sao sao anh lại ở đây tôi thấy cô ngất xỉu nên mới đưa cô vào phòng cấp cứu mà bác sĩ nói cô bị bệnh gì Tôi bị sốt xuất huyết Ôi nguy hiểm thế Giờ bác sĩ bảo cô đi đâu Tôi phải nhập viện để theo dõi Vậy để tôi dìu cô đi Xung đến phòng bệnh Phòng hỏi Thảo Cô đã ăn gì chưa Thảo lắc đầu Dạ tôi chưa ăn Nhưng tôi mệt chắc nuốt không nổi Không ăn cũng phải cố gắng Chứ sốt xuất huyết nguy hiểm lắm Nói xong anh chạy đi ra ngoài mua cháo Rồi trái cây xách vào cô dậy ăn miếng cháo cho đỡ mệt nè thảo nằm ly bì không tài nào dậy được tôi mệt lắm anh cứ để đó lát tôi ăn không được cô cố gắng ngồi dậy tôi đút cháo cho cô ăn không thể từ chối thảo cố gắng ngồi dậy dựa vào tường để ăn phong bưng tô cháo lên đút từng muỗng cho cô thảo thấy ngại nên xua tay từ chối để đó tôi tự giúp ăn cũng được cô đừng có ngại để tôi đút cho cô ngồi cũng chẳng vững nữa là tự xúc cháo ăn ăn xong một tô cháo rồi được các bác sĩ truyền nước cho thảo cảm thấy đỡ hơn một chút sao chồng cô đi đâu không đưa cô đi viện chồng tôi mắc đi làm với lại anh ấy là công chức nhà nước nên rất khó xin nghỉ mà anh vẫn chưa được ra viện sao hôm nay tôi được ra rồi hồi nãy tôi đi làm thủ tục ra viện mới gặp cô đó tôi cảm ơn anh nhiều nhé may mà có anh không thì tôi không biết thế nào Vậy bố mẹ cô còn khỏe nữa không? Bố mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ Tôi ở với chú thím Cùng cảnh ngộ Phong hiểu được cảm giác của Thảo lúc này Cô đừng buồn Mặc dù chúng ta không được may mắn như những người khác Nhưng chúng ta đã rất cố gắng Sống tốt cho đến tận bây giờ Dạ tôi cũng quen với việc sống một mình rồi Nên cảm thấy cũng bình thường Ngồi được một lúc Thảo dục Phong đi về anh sắp xếp về đi tôi khỏe rồi nên tự mình lo được tôi ở lại với cô thêm một chút nữa cho đến khi người nhà của cô đến còn toàn anh họp xong là lại có lịch đi công tác ở ngoài hà nội nên không kịp vào thăm thảo alo thảo ơi em đỡ chưa em cũng đỡ một chút rồi anh về chưa giờ anh về đi công tác ngoài hà nội mấy ngày luôn chắc anh không vào bệnh viện với em được thảo buồn bã đáp lời dạ không sao đâu anh cứ đi công việc của mình đi em tự lo cho bản thân được ừ có gì thông cảm cho anh nhé để anh gọi điện cho mẹ vào chăm em thôi không cần đâu anh em đỡ rồi nói thì nói vậy chưa đời nào bà mẹ chồng yêu quý của cô chịu vào chăm cô cô ốm cả ngày ở nhà mà bà ta không thèm hỏi lấy một câu huống chi là vào viện cùng với cô thảo đang suy nghĩ mông lung thì phong chợt hỏi chồng cô gọi sao dạ chồng tôi gọi báo phải đi công tác đột xuất nên không vào đây với tôi được vậy thì tôi ở lại với cô hết đêm nay giờ tôi về cũng không đi làm được liền nên cũng buồn anh cứ về đi tôi khỏe rồi có gì tôi nhờ mọi người ở trong phòng cũng được phong nhìn cô cười hiền coi như cho tôi cơ hội trả ơn cô có được không tôi thấy cô ở một mình lỡ tối xảy ra chuyện gì thì sao thấy phong nhiệt tình quá Thảo không biết lấy lý do gì để từ chối nữa Dạ nếu anh đã nói như vậy Thì tôi lại làm phiền anh nữa rồi Phiền gì chứ Bữa hôm cô cũng giúp tôi mà Tại nhà của Toàn Bà Tâm nhăn mặt nói với chồng mình Thằng Toàn nó vừa gọi về Bảo tôi vào viện chăm con Thảo Nghe nó nói là bị sốt xuất huyết Vậy bà nhanh đi Vào với nó còn đứng đây nói nữa Điên tôi vào chăm nó làm gì Nó ốm mặc xác nó Bà không đi thì để tôi đi Dù sao nó cũng là con dâu tôi Là vợ của thằng Toàn Ông bị gì trong đầu không Ông vào chăm nó người ta cười cho thối đầu Tự nhiên bố chồng lại vào chăm con dâu Vậy bà đi đi Được rồi để tôi đi cho Đúng là rắc rối thiệt Đến thăm người ốm Mà bà ta không nỡ lòng nào mua được một ít trái cây Bởi vì đã biết rõ phòng của Thảo nằm Nên bà ta đi thẳng một mạch lại Bà ta vừa đến cửa Cũng là lúc Phong đang múc cháo ra bát cho Thảo ăn đứng ở ngoài nhìn vào bà ta vội cười khẩy một cái thảo mày cũng giỏi lắm vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm mày cặp kè với con trai khi con trai tao đi vắng kỳ này thì mày tới số rồi nói xong bà ta móc điện thoại ra vừa quay video vừa chụp mấy kiểu ảnh rồi vội vàng gửi sang cho toàn xong việc bà ta quay lưng đi về rồi bấm số gọi cho tuyết alo tuyết phải không cháu thằng toàn nhà bác đi công tác ngoài hà nội Cháu có thời gian thì ra ngoài đó Hai đứa đi chơi cho vui Vậy à bác Nhưng cháu Cháu sợ chị Thảo lại hiểu lầm Hiểu lầm cái gì Bạn bè gặp nhau nói chuyện là bình thường Với lại con Thảo nó đang nằm viện Nên nó không biết đâu Dạ bác nói cháu mới nhớ Ngày mai cháu cũng có việc ngoài Hà Nội Nên tiện đường ghé thăm anh Nên tiện đường ghé anh Toàn luôn Được vậy thì quá tốt luôn Cứ như vậy cháu nhé Dạ cháu cảm ơn bác nhiều ở bên này toàn mới tắm xong thì nghe tin nhắn đến anh ta vội mở ra đọc thì thấy video và hình ảnh của thảo được bà tâm gửi đến mặc dù rất tức giận nhưng bấy lâu nay anh ta cũng chán thảo nên anh ta làm như không có chuyện gì ngồi một lúc anh ta cũng vội soạn tin nhắn gửi cho thảo em đã khỏe chưa anh có nói với mẹ vào với em mà chắc bà ấy bận nên chưa vào được em chịu khó ở trong đó một mình vài ngày nữa anh về Dạ, em ổn rồi, anh yên tâm đi nhé. Ở đây mọi người ai cũng tốt bụng lắm, em cần gì là họ giúp đỡ liền. Vậy thì tốt rồi, em nghỉ đi nhé, anh đi kiếm gì ăn đây. Dạ, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, anh biết rồi, em cũng vậy nhé. Vài ngày sau đó Thảo đã khỏe lại, bác sĩ cho xuất viện về nhà. Cô cứ chờ toàn đến vì cô biết hôm nay anh đi công tác về, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Nên Thảo đành lùi thổi đi ra cổng Ê cô Thảo Sao không chờ tôi đến rồi hãng về Nhìn thấy Phong trong bộ đồ đi làm Thảo ngạc nhiên Anh vừa đi làm về sao Ừ tôi đi sửa máy lạnh cho người ta về Mà nhớ hôm nay cô ra viện Nên chạy thẳng ra đây Mà chưa kịp tắm rửa gì hết Cô thông cảm nhé Tôi tự về được chứ đâu cần anh phải vất vả như vậy Tại Tại tôi thích Mặc dù Phong năn nỉ Thảo lên xe mình ngồi nhưng cô nhất quyết từ chối Tôi bắt xe ôm về cũng được Chưa gia đình chồng tôi khó lắm Họ nhìn thấy lại suy nghĩ lung tung Thì cô cứ nói tôi là xe ôm đi Chưa giờ trời nắng thế này Khó bắt xe lắm Suy nghĩ một lúc Cộng với người hơi mệt nữa Nên Thảo quyết định nhờ Phong trở về Về đến nơi cách một đoạn khá xa Thảo kêu Phong dừng lại cho cô xuống Anh cho tôi xuống ở đây cũng được Thôi để tôi chở cô lại cổng luôn Tôi sợ bố mẹ chồng tôi, họ thấy lại rắc rối. Thì cứ nói tôi là xe ôm, chứ cô đi về như thế này, họ lại nghi ngờ hơn. Nghe Phong nói cũng có lý, nên cô không từ chối nữa. Thay Thảo bước từ ngoài cửa vào, Toàn đứng trên lầu nhìn xuống, hai mắt anh ta đỏ ngầu, hai tay nắm chặt như muốn giết chết một ai đó. Đứng một lúc, anh ta đi vào phòng nằm như không có chuyện gì. Còn Thảo mới vào đến cửa, thì bà mẹ chồng ngồi ở bàn lên tiếng châm chọc. Sao không ở lại ít ngày nữa trong đó rồi hãng về Mẹ không vào thăm con được một lần Thì cũng đừng nói lời cay đắng với con như vậy được không Tôi làm gì có cây diễm phúc được chăm sóc cho cô Người như cô Thì đâu thiếu gì người chăm sóc Thảo vẫn chưa hiểu được Ẩn ý của bà mẹ chồng dành cho cô Cô giả câm giả điếc Vờ như không nghe thấy gì hết Lên đến phòng Thấy Toàn nằm ở giường Cô nhẹ nhàng đi lại hỏi Anh về rồi sao Em chờ anh đến đón mà không thấy đâu anh xin lỗi anh đi về mệt quá mà em về bằng gì vậy dạ em đi xe ôm về ừ em vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi ít bữa cho khỏe thảo cảm thấy có sự xa cách giữa cô và toàn thái độ hững hở vô tâm của anh ta khiến cho thảo ngạc nhiên có chuyện gì xảy ra với anh phải không đâu có anh bình thường mà em đừng suy nghĩ nhiều mà lại mệt đó dạ em biết rồi một tháng trôi qua cuộc sống của thảo vẫn trôi qua như vậy dạo này toàn hay đi sớm về khuya thường bỏ mặc cô một mình ở nhà như vậy một bữa hai bữa không sao nhưng càng lâu thảo càng thấy lạ và nghi ngờ bỏ qua hết tự trọng của bản thân cô quyết định theo dõi toàn chẳng thả không biết chưa biết rồi khiến cô đau không thể nào chịu nổi cô bất ngờ khi biết được toàn là một kẻ phản bội anh ta đang cùng tuyết ôm nhau đi vào khách sạn cái cảm giác luôn nhìn thấy hai người họ Trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh Tình yêu Sự tin tưởng dành cho Toàn vội tan biến hết Chẳng cần suy nghĩ Cô lấy hết can đảm đi lên gõ cửa phòng Của hai người họ Ở bên trong Toàn đang chuẩn bị với tuyết Thì nghe tiếng gõ cửa Anh ta bực mình lầm bầm trong miệng Ai mà làm phiền lúc này chứ Anh yêu nóng tính thế Chắc là nhân viên khách sạn đó Anh đi ra mở cửa xem sao Toàn nghe theo lời tuyết vội lấy cái khăn quấn ngang người rồi đi ra mở cửa. Thảo! Thảo! Em làm gì ở đây? Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Sao anh lại phản bội em vậy Toàn? Anh nói là sẽ yêu em chọn đời chọn kiếp cơ mà. Cô cũng đâu chung thủy với tôi. Người ta nói ông ăn trả bà ăn em. Đâu có gì là sai. Anh đang nói cái gì vậy? Em không chung thủy với anh ở chỗ nào. Cô nhìn đi. Cô đi viện mà vẫn gặp kẻ được với trai Thì thử hỏi những ngày qua cô chung thủy với tôi ở chỗ nào Toàn không ngần ngại Mà chạy vào lấy điện thoại ra Mở hình cùng với video cho Thảo xem Nhìn những hình ảnh cùng video mà Toàn đang cầm trên tay Cả người Thảo chết lặng Cô không hiểu làm sao Anh ta lại có được những hình ảnh rõ nét như thế này Anh ấy chỉ là bạn của tôi thôi Trong lúc tôi khó khăn Thì có người giúp đỡ Đó là một điều may mắn Còn anh thì sao Anh lên giường với cô ta Anh không thấy xấu hổ hay cắn rứt lương tâm với tôi sao Toàn cười như được mùa bạn mà ngồi bón cho nhau từng thìa cháo như vậy Xem có nực cười không chứ Cô có chắc là mình không lên giường với anh ta không Cả người Thảo run lên bần bật Hai chân cô đứng không vững nữa Khi nghe anh ta nói vậy Không thể chịu nổi Thảo giơ tay định tát cho anh ta một cái Nhưng anh ta giơ tay ra Bắt lấy tay cô rồi đẩy về phía trước Đề tiện cô dám đánh tôi Từ bên trong Tuyết đi ra với vẻ mặt hớn hở Chị Thảo đi về đi chứ đàn ông mà một khi đã ngoại tình rồi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa chị có níu kéo cũng vô ích thôi tôi không ngờ cô đó tuyết cô có ăn có học mà xử sự, sự như một người thất học cô đi cướp chồng phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác chắc cô vui và hả hê lắm sao em chẳng cướp chồng của ai hết đâu chị anh toàn đến với em và trên tinh thần tự nguyện bọn em có ăn có học có nghề nghiệp đàng hoàng thì đến với nhau là lẽ đương nhiên chị đã nghe câu gió tầng nào gặp mây tầng đó chưa chị Hai hàng nước mắt của Thảo chảy đầy hai má Cô nhìn bọn họ lại càng cảm thấy căm thù và chán ghét Giờ cô đứng ở đây đôi co với họ Chỉ khiến cho cô đau lòng hơn Nói với loại người vô học như hai người Chỉ khiến cho tôi thêm mệt mỏi và đau đầu Tôi chờ anh ở nhà nhé Toàn Chúng ta về giải quyết một lần cho xong Tôi sẽ trả tự do cho anh Nói xong Thảo quay mặt bước đi Ra đến cổng khách sạn Cô ngồi sụp xuống khóc nức nở Bỗng trời đổ một cơn mưa tầm tã Giờ đây nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống miệng Khiến cho cổ họng cô mặn chát Còn Toàn Sau khi từ khách sạn trở về Anh ta dắt theo cả tuyết về cùng nữa Vừa nhìn thấy cô ta Bà Tâm chạy ra tay bắt mặt mừng Tuyên mới đến hả cháu Dạ mấy ngày không đến Mà cháu nhớ hai bác quá trời Đúng là khéo ăn khéo nói Bác thích tính cách của cháu lắm luôn Bác cứ quá khen làm cháu ngại Vào đến nơi Toàn vội hỏi mẹ mình Thảo đâu rồi mẹ? Ôi dào, nó đi đâu về mà ướt như chuột lột. Cứ im im đi lên phòng rồi. Đúng là nhà này xui xẻo khi giúp phải một đứa con dâu không ra gì. Phải chi nó được một góc của cháu Tuyết ở đây thì tốt biết mấy. Đi trên lầu xuống, Thảo nghe bà ta nói mà tim nhói đau như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào vậy. Bao ngày qua, dù bà ta nói gì, cô cũng bỏ ngoài tai hết bởi vì cô cứ nghĩ là cô sống tốt vì toàn cô không muốn làm cho anh ta buồn và suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ thì không anh ta đã phản bội cô thì cô chẳng có lý do gì mà níu kéo mà chịu đựng ở đây nữa bà nói xong chưa tôi cũng cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh khi được gà vào đây các người mang tiếng là người có ăn có học mà xử sự, sự giống như một lũ vô học tôi về đây đã cố gắng làm mọi thứ mong được nhận lại một chút tình thương từ các người nhưng các người đã vô tâm đạp đổ tất cả những thứ mà tôi đang cố gắng Tôi nói cho bà biết Bà bỏ cái thói chê bai người khác đi Tôi tin chắc một ngày nào đó Bà cũng sẽ gặp quả báo Khi đó đừng kêu trời kêu đất Là mình bị oan nhé Người ta nói tức nước vỡ bờ Một khi sức chịu đựng đã quá giới hạn Thì bắt buộc con người ta phải xả ra hết cho nhẹ lòng Bà Tâm vừa tức giận vừa xấu hổ Đi lại định tát vào má của Thảo Nhưng cô biết nên tránh được Bà có tư cách gì mà đánh tôi Cái con mất dạy này Mày ăn nói với mẹ chồng mày như thế sao? Hay là mày cặp kè với trai ở ngoài rồi nó kêu mày về trời tao như vậy? Tôi có cặp kè với trai thì bà cũng không có quyền lên tiếng ở đây. Hôm nay tôi sẽ trả tự do cho đứa con trai yêu quý của bà. Tôi cũng đâu có ngu mà ở đây hứng chịu những lời cay nghiệt từ bà. Mày nói thật sao? Ý mày là ly hôn với thằng Toàn sao? Đúng vậy, chắc bà vui lắm phải không? Ừ, vui chứ, đó là điều tao mơ ước bấy lâu nay. Thảo không nói gì thêm nữa, cô đi lên lầu, đưa tờ đơn ly hôn cho Toàn Ký. Anh ký vào đi, tôi chẳng cần gì hết, điều tôi cần bây giờ là tự do. Ký đi con, ký nhanh không nó đổi ý đó. Cô có hối hận không? Tôi chẳng có gì phải hối hận, anh ký nhanh lên cho tôi còn lên dọn đồ. Thảo vừa kéo vali xuống, cũng là lúc bố chồng của cô về, ở trong nhà này có lẽ người cô tôn trọng nhất là ông ấy Thảo Con tính đi đâu vậy Nó đòi ly hôn để đi với trai đó ông. Bà bớt nói dùm tôi được không Con xin lỗi bố Con phải đi đây Bố ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Đã xảy ra chuyện gì vậy Nói cho bố nghe xem nào Dạ Bọn con sẽ ly hôn đó bố Hai đứa làm trò con nít sao Đòi sống đòi chết để cưới nhau Bây giờ lại bỏ nhau là sao mà bố hiểu Chúng con không thể sống cùng với nhau được nữa Ông nhiều chuyện quá Nó thích ly hôn thì cứ để cho nó ly hôn đi Hỏi nhiều làm gì cho mệt đầu Đó là chuyện tốt ông hiểu không Thảo cũng chẳng muốn ở lại đây Thêm một phút giây nào nữa Cô lặng lặng rời đi Cô tính về tiệm may để ở Nhưng nhớ đến chú thím Cô lại rẽ sang nhà họ Chú thím nhà cô cũng vừa mới trong nam trở về Nên cô cũng chưa gặp Nên cảm thấy rất nhớ nếu giờ họ biết chuyện chắc họ sẽ đau lòng lắm nhưng biết làm sao được đó là số phận của cô mà thảo cháu tính đi đâu mà mang nhiều quần áo vậy nghe chú hùng hỏi thảo bỗng òa khóc như một đứa trẻ chú ơi cháu cháu vừa mới ký vào tờ đơn ly hôn cháu không thể sống được với anh ấy nữa cháu nói cái gì vậy thảo chú nghe mà không hiểu gì hết vậy thảo lấy tay lau nước mắt rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình cho ông hùng nghe nghe xong ông ôm thảo vào lòng mà dỗ dành cháu bỏ là đúng chú ủng hộ cháu chú không ngờ bao ngày tháng qua cháu lại sống khổ sở và chịu đựng khinh bỉ của nhà họ như vậy thôi không khóc nữa đi vào trong tắm rửa lát thím đi chợ về rồi ăn cơm đàn ông tốt ở ngoài đường thiếu gì cháu không cần phải đau buồn vì một thằng đàn ông như nó được sự động viên của chú Thảo như có thêm sức mạnh Cô đi vào trong cất đồ đạc Ngày tiếp ngày trôi qua Được trở về là chính mình Cô cảm thấy thoải mái và tự do Gấp mấy lần khi đang ở trong nhà chồng Cô lại bắt đầu trở về Với công việc may vá của mình Mọi người ở đây Ai cũng biết chuyện cô chuẩn bị ly hôn Chẳng ai cười chê Mà ngược lại họ còn động viên cô nhiều hơn nữa Hôm nay cô cố tình về sớm Mua một ít đồ ăn để nấu nướng cho chú thím thấy chiếc xe máy dựng ở sân trông có vẻ quen quen chiếc xe này sao mình thấy quen quá suy nghĩ một lúc thì đúng lúc phong đi từ trong nhà ra hai người nhìn nhau không nói được lời nào cô cô thảo anh phong anh làm gì ở đây vậy hai đứa quen nhau sao dạ bọn cháu quen nhau trong bệnh viện ông hùng lại tiếp lời cậu phong đây là thợ sửa điện lạnh cái máy lạnh nhà ta bị hư nên chú gọi cậu ấy ra sửa dùm ấy mà phong ngại ngùng nhìn Thảo tôi và cô đúng là có duyên nhỉ không ngờ lại gặp nhau ở đây dạ đây là nhà chú thím tôi tôi bữa nay ở đây luôn sao cô không ở bên nhà chồng nữa tôi đang làm thủ tục ly hôn với chồng vậy à tôi xin lỗi cô nhé không sao đâu tôi quen rồi mà cháu ở lại ăn cơm nhé chú cháu mình làm tí lai dai cho vui Dạ, lâu rồi cháu không có ai ngồi cùng nên rất buồn. Hôm nay được chú mời, cháu xin tiếp chú hết mình luôn. Tốt lắm, thảo đi vào trong nấu nướng rồi làm cho chú dĩa mồi ngon ngon nhé. Dạ, cháu biết rồi ạ. Từ lần đó trở đi, Phong trở thành khách quý của gia đình. Cứ lúc nào rảnh rỗi là anh lại ghé nhà chơi rồi làm cái này cái kia cho ông Hùng. Đối với toàn hồi trước ông Hùng luôn cảm thấy xa cách, nhưng đối với Phong, anh rất thân thiện và chịu khó nên ông hùng rất thương và ngỏ ý muốn ghép đôi cho anh với thảo thảo biết ý nên lúc nào cũng nói xa nói gần để cho ông hùng hiểu thật sự trong lúc này cô không nghĩ ngợi gì đến việc đi tiếp bước nữa một lần là quá đủ với sức chịu đựng của cô hôm nay đang ngồi ăn cơm thảo bỗng thấy mắc ói cô không thể nào ăn tiếp được nữa mà chạy một mạch đi vào trong lúc trở ra thím hồng lo lắng hỏi cháu bị sao vậy thảo dạ sao tự nhiên cháu mắc ói quá mấy ngày nay nghe mùi cơm sôi là cháu lại bị vậy hay cháu ăn không tiêu dạ cháu cũng không biết nữa còn thím hồng thì lại nghĩ khác cháu có bị trễ kinh không dạ cháu trễ kinh hai tuần rồi ạ à? trời đất có lẽ cháu có thai rồi đó sao cháu không đi khám vào thay đồ nhanh lên thím cháu đi đến bệnh viện xem sao nghe thím nói vậy thảo cũng lo lắng đi vào trong đến bệnh viện cô hồi hộp không nói nên lời nếu như lời thím hồng nói đúng thì có nghĩa cô sắp được làm mẹ mời cô nguyễn thị thảo vào phòng siêu âm vào đi cháu đến lửa rồi đó thảo gật đầu rồi vội đứng dậy đi vào chúc mừng cô cô có thai được sáu tuần rồi về nhà nhớ ăn uống bồi bổ bồ cho thai nhi phát triển khỏe mạnh nhé từ khi biết mình có thai thảo làm việc gì cũng rất cẩn thận nhiều lúc ngồi một mình cô cũng suy nghĩ mông lung. Nếu như số cô may mắn, chắc con của cô sẽ có một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Cô bất chợt lấy tay xoa vào bụng của mình rồi thủ thỉ. Bé con của mẹ, tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ sẽ cố gắng cho con có được một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ yêu con nhiều lắm. Vài ngày sau đó, thủ tục ly hôn giữa cô và Toàn đã hoàn tất. Cô và anh ta từ nay mỗi người một đường, không liên quan gì đến nhau và đứa con trong bụng cô cũng vậy cô không cho anh ta biết đến sự tồn tại của nó đứa bé chỉ là con của mỗi một mình cô mà thôi về phần toàn sau khi ly hôn xong với thảo anh ta nhanh chóng kết hôn với tuyết thảo nghe tin mà cô không buồn cũng không vui cô bỗng cười chua chát ở trong lòng họ sống như thế nào mà kệ họ mọi thứ đã có ông trời lo hết điều quan trọng bây giờ là cô phải có tiền có đủ sức khỏe để lo cho bé con của mình ở trong bụng đang chuẩn bị sắp chào đời. Cô Thảo ơi, cô đang suy nghĩ gì vậy? Ôi trời, anh Phong làm cho tôi hết hồn. Gì mà cô ngồi đờ đẫn ra vậy? Tôi đứng nãy giờ ngoài cửa rồi đó. Thật vậy sao? Tôi xin lỗi anh nhiều nhé. Anh đưa đây, tôi làm cho. Ngồi nhìn Thảo thoan thoát đưa từng mũi kim mà Phong cảm thấy rất thích thú. Cô Thảo khéo tay thật đó, tôi thầm ao ước có được một người vợ là thợ may như cô đó thảo cười lấy thợ may làm gì hả anh làm không đủ ăn mà suốt ngày phải cắm mặt vào cái máy may khổ lắm ai thì tôi không biết chứ riêng tôi thấy người nào làm thợ may cũng hiền lành xinh đẹp chắc chỉ được vài người thôi còn tôi thì lại thấy mình ngược lại sao cô thảo lại nghĩ vậy tôi thấy cô là đẹp nhất đó luôn vừa làm vừa nói chuyện thảo cũng đã sửa xong đồ cho phong chuyện thảo có thai thật ra phong cũng đã biết anh vừa nghe chú của thảo kể xong nhiều lúc anh muốn được quan tâm thảo theo một cách đúng nghĩa nhưng lại sợ cô từ chối hôm nay ngồi lai dai với ông hùng phong đã lấy hết can đảm để nói ra những gì mình nghĩ trong lòng chú hùng ơi cháu thực sự rất thích thảo chú có cách nào giúp cháu không cháu nói là thích con thảo nhà chú sao dạ đúng vậy mà nó bây giờ đang có thai cháu không ngại sao dạ không, cô ấy có thai đó là chuyện vui. cháu rất muốn được chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy. nghe phong nói, ông hùng cảm thấy xúc động. trong thời gian qua được tiếp xúc với anh, ông nhận ra phong là một người đàn ông tốt. nếu như thảo không có thai, chắc ông đã đẩy thuyền cho hai người đến với nhau rồi. chuyện này nó phức tạp lắm cháu. còn thảo nó lại có thai với chồng cũ, lỡ hai đứa lấy nhau về, con anh con tôi càng thêm khổ hơn. cháu yêu em thảo và cũng xem đứa bé trong bụng của em ấy như con ruột của mình giờ cháu có thể nói được như vậy nhưng khi bước vào một cuộc hôn nhân thật sự khi đó mọi chuyện sẽ khác giống như thằng toàn hồi trước đòi sống đòi chết lấy con thảo giờ được mấy bữa lại kéo nhau ra tòa đấy thôi phong hiểu được những lời nói của ông hùng anh biết thảo là một người con gái chịu nhiều tổn thương và bất hạnh già dạ, cháu hiểu những gì chú nói nhưng cháu thấy cháu và em thảo có hoàn cảnh giống nhau nên hy vọng chú hãy cho cháu cơ hội được chăm sóc cho em ấy suốt đời tối hôm đó trong lúc ngồi ăn cơm ông hùng dò xét ý của thảo thảo này cháu ăn nhiều vào còn có sức mà sinh em bé nữa dạ cháu biết rồi chú mà giờ cháu tính sao cứ một mình nuôi con thế này vất vả lắm sau này đứa bé lớn lên không có bố tội nghiệp nó biết làm sao được hả chú tại phận cháu mỏng nên phải chịu vậy Cháu hy vọng đứa bé sau này lớn lên sẽ hiểu cho hoàn cảnh của cháu. Nếu giờ có người đồng ý ở bên cạnh cháu thì cháu có đồng ý không? Thảo cười. Ai mà dám ở bên cạnh một người bỏ chồng lại có thai nữa hả chú? Với lại cháu cũng không nghĩ đến chuyện đó. Một lần là quá đủ rồi cháu không muốn đi thêm bước nữa đâu. Ừ, đó là chú chỉ hỏi vậy thôi. Mọi quyết định là nằm ở cháu. Dạ, cháu hiểu mà chú. Thời gian cứ thế trôi nhanh, cái bụng của Thảo càng ngày càng lớn, bé con trong bụng là con trai. Cô vui và hạnh phúc lắm, tuy là mẹ đơn thân nhưng khi nào cô cũng ngập tràn hạnh phúc vì có sự chăm sóc của chú Thím và sự quan tâm đặc biệt của Phong. Hôm nay là ngày hẹn đi khám thai, Phong xin nghỉ làm để đến chờ Thảo đi. "Thảo ơi, xong chưa? Lên anh chở đi khám nè." "Sao anh biết hôm nay em đi khám?" Là Thím hầu nói đó. "Trời đất" em tự đi được mà Có người đi cùng chẳng phải tốt hơn sao Nhanh ra anh trở đi cho kịp giờ Từ lúc hai người trở thành bạn thân thiết Phong lúc nào cũng giúp đỡ cô Theo cách riêng của mình Anh cũng bắt Thảo phải đổi lại cách xương hô Cho dễ gần hơn Nhiều khi nhìn hai người họ Giống y như một cặp vợ chồng thật Nhiều người tốt ý còn ra sức đẩy thuyền cho cặp đôi Thảo biết ý Nên lúc nào cũng tìm cách chối khéo Cô biết Phong là một người đàn ông tốt nhưng nhìn lại bản thân mình thảo cảm thấy không xứng đáng với anh thảo leo lên xe của phong ngồi hai người vừa đi vừa nói chuyện nên đến bệnh viện lúc nào không hay em đứng đây chờ anh để anh đi cất xe nhé dạ thảo đứng tí liền cảm thấy mỏi chân định đi lại ghế ngồi thì vô tình đụng mặt với hai người đó là bà tâm và tuyết bà ta thấy thảo liền bĩu môi chế diễu Khiếp, mới bỏ chồng được mấy tháng mà cái bụng to gần bằng cái trống rồi. May mà thằng Toàn nhà tôi bỏ sớm, chứ không lại phải nuôi con tu hú rồi. Thảo dương đôi mắt to tròn của mình nhìn bà ta. Tôi cũng thấy may mắn và hạnh phúc khi thoát khỏi nơi mà không có một tí tình người ấy. Để tôi chống mắt xem sau này bà có cháu mãm bồng không nữa. Bị đá xéo, bà ta tức điên lên, đi lại tát cho Thảo một cái đau đớn vào má. Vừa đúng lúc Phong đi lại, anh thấy chuyện bất bình nên ra sức bênh vực cho thảo bà có quyền gì mà tát cô ấy à đây là nhân tình của mày phải không cậu cũng giỏi đấy khi dám quen một đứa con gái lẳng lơ như nó gia đình tôi may phúc có cậu rước dùng cho không thì thằng toàn khổ cả đời thảo nghe mà chẳng lọt tay được từ nào cô không muốn đôi co với bà ta nữa nên kéo phong đi mình đi thôi anh vào khám cho kịp giờ ừ Tuyết đi bên cạnh liền chen vào mấy câu Cô ta đúng là ghê gớm thật mẹ nhỉ Chắc là khi ở với anh Toàn Đã ăn nằm với cái anh hồi nãy rồi Ừ nhìn cái bụng của nó là biết Gia đình mẹ thật có phúc Khi còn xuất hiện đúng lúc Dạ Con cũng cảm thấy mình may mắn Khi được làm vợ của anh Toàn Làm con dâu của ba mẹ Giờ thì hai đứa sinh cho mẹ một thằng cô nữa Thì tốt biết mấy Mẹ cứ yên tâm từ từ rồi chúng con sẽ cho mẹ ấm bồng cháu nội đã luôn. Một thời gian sau. Thím ơi, cháu đau bụng quá. Chắc, chắc cháu đau bụng đẻ rồi. Để thím gọi cho chú Hùng với thằng Phong về chờ cháu đi viện. Sau một hồi, hai người đó cũng về. Thảo được mọi người bí lên xe taxi, đi thẳng lên bệnh viện. Mặc dù là mới sinh lần đầu, nhưng Thảo thuộc người dễ đẻ. Sau mấy tiếng đồng hồ vật vã, cô đã hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu thím hồng kéo tay phong lại gần cháu phải cảm ơn cậu phong đây nữa nè lúc cháu đau bụng đẻ cậu ấy cứ chạy ngược chạy xuôi mà thấy thương dạ em cảm ơn anh phong nhiều nhé vì là đẻ thường nên ba ngày là thảo được ra viện mặc dù không có bố mẹ nhưng vợ chồng chú hùng chăm sóc cô rất chu đáo khi ở cữ ở bên trong thảo đang chuẩn bị tắm cho con trai thì nghe tiếng phong ở ngoài thím ơi cháu đưa cái giỏ lợn sang nhờ thím hầm cho Thảo ăn cho có sữa nhé. Thật tình mà nói, Thảo rất quý Phong, anh thật thà, lại hiền lành dễ thương. Chỉ tiếc rằng cô đã lỡ một lần đò, nên cảm thấy lúc nào cũng mặc cảm với bản thân, nên không mở lòng mình ra được. Lại nói về gia đình của Toàn, từ lúc cưới được tuyết về đến giờ, đi đâu bà Tâm cũng khoe khoang với họ hàng bà con làng xóm là có được cô con dâu xinh đẹp lại giỏi giang tuyết thuộc kiểu người khôn khéo lúc nào cũng dẻo miệng lấy lòng gia đình chồng nên cuộc sống của cô ta vô cùng sung sướng và thoải mái hôm nay ông dũng và toàn đi làm chỉ còn tuyết và bà tâm ở nhà cô ta mới sang phòng lân la nói chuyện mẹ ơi con vào được không vào đi con mẹ ơi con có chuyện này muốn nói chuyện gì vậy con dạ dạ con dạo này đang cần một số vốn làm ăn con đầu tư bên bất động sản đó mẹ. Ôi, con dâu của mẹ giỏi thế. Dạ, tại cái dự án này nó lớn quá mà vốn của con vẫn chưa đủ đó mẹ. Nếu thành công có khi thu về cả chục tỷ. Cả chục tỷ sao? Dạ, người ta giàu là nhờ bất động sản đó mẹ. Con giờ cần khoảng tầm thêm 2 tỷ nữa. Con con muốn hỏi vay mẹ được không? Tầm 2 tỷ thì nhiều quá. Bố mẹ tiền tiết kiệm chỉ được có mấy trăm triệu thôi. Con thấy sổ đỏ nhà mình rất có giá. Hay là mẹ bàn với bố cho con mượn cầm ngân hàng, khi nào con có lời con trả tiền rồi lấy sổ về cho bố mẹ. Mà con làm ăn có chắc chắn không? Dạ, chắc như đinh đóng cột đó mẹ. Mẹ thấy con xưa nay làm gì cũng tính toán nên mới có được thành quả như ngày hôm nay. Nhưng nhưng mẹ sợ bố con không đồng ý. Con biết vậy nên mới nhờ mẹ, mẹ có cách nào thuyết phục bố dùng con với? Ừ, để mẹ về bàn thử với bố xem sao lúc đầu nghe bà tâm nói như vậy thì ông dũng cũng một mực không đồng ý nhưng sau một hồi cả tuyết thuyết phục nữa nên ông đã đồng ý cho tuyết lấy sổ đỏ đi cầm ngân hàng cuộc sống cứ trôi qua êm đềm đối với tất cả mọi người như vậy nhất là đối với thảo cô hạnh phúc vì con trai của mình lớn lên từng ngày còn phong anh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con thảo theo một cách riêng của mình đã nhiều lần phong ngỏ ý muốn được giúp mẹ con thảo về ở chung nhưng cô vẫn chưa đồng ý nhận lời. Hôm nay Thảo vừa trông con vừa may đồ cho khách thì Phong cầm một bó hoa to đùng đến. "Thảo, tặng em nè." "Ngày gì mà anh lại mua hoa tặng em vậy?" "Em không biết sao? Hôm nay là mùng 8 tháng 3 đó." "Em có nhớ gì đâu, mà anh mua làm gì cho tốn tiền tốn bạc?" "Tại anh thích, được đứng ở đây tặng hoa cho em đó là một may mắn cho anh rồi. Hãy đồng ý làm người yêu của anh nhé Thảo." cứ mở rộng lòng mình ra cho anh một cơ hội được không em cảm ơn anh trong những ngày tháng qua đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho mẹ con em chúng ta nên dừng lại ở tình bạn có lẽ sẽ tốt hơn đó anh sao vậy thảo anh không xứng đáng với em sao không phải đâu đối với em anh là người đàn ông tuyệt vời nhất vậy tại sao em không cho anh cơ hội để chăm sóc cho mẹ con em em xin lỗi vì em cảm thấy mình không xứng đáng em rất xứng đáng anh đã thích em từ lần đầu gặp trong bệnh viện khi biết em đã có chồng cái cảm giác của anh đó rất tồi tệ em có thể hiểu cho anh không thảo nói xong phong đi lại ôm lấy thảo mà siết chặt vào lòng mình đừng từ chối anh nữa nhé anh yêu em rất nhiều hãy để cho anh xoa dịu những nỗi đau trong lòng của em được không thảo bỗng từ ngoài cửa vợ chồng chú hùng đi vào thảo cháu hãy cho thằng phong một cơ hội đi hai đứa mà lấy nhau chú sẽ cho một số vốn mà làm ăn được chưa nghe tiếng chú mình cất lên thảo đỏ mặt vội đẩy phong ra chú thím đến có việc gì không ạ à? thì đó chú thím đến để tác thành cho hai đứa chứ sao cháu đừng có cứng đầu nữa chẳng phải chẳng có người đàn ông nào tốt hơn thằng phong nữa đâu chú thương mày thì chú mới khuyên thật lòng đó sau một hồi nói qua nói lại thảo đã gật đầu đồng ý cái giây phút hạnh phúc ấy khiến cho tất cả mọi người đều vỡ hòa nhất là phong anh đi lại bế thảo lên rồi xoay mấy vòng anh cảm ơn em nhiều nhé vậy là thảo lại một lần nữa được khoác lên mình chiếc áo cô dâu hạnh phúc đâu phải nhà cao cửa rộng mà hạnh phúc chỉ là khi ta tìm được một tình yêu đích thực và luôn hết lòng vì ta là quá đủ rồi vì là cưới lần thứ hai nên thảo cũng chỉ tổ chức nho nhỏ mời những người thân thiết đến sự mà thôi. Sau đám cưới, được sự giúp đỡ của chú Hùng và có ít tiền tiết kiệm, Phong quyết định mở một cửa hàng điện lạnh để buôn bán. Có thể nói, cuộc sống của Thảo và Phong vô cùng hạnh phúc viên mãn. Vì Phong là trẻ mồ côi nên chuyện mẹ chồng nàng dâu sẽ không bao giờ xảy ra. Được chồng yêu thương chiều chuộng, càng ngày Thảo càng đẹp và trẻ hơn hồi trước rất nhiều. Khác với cuộc sống của Thảo thì cuộc sống của Toàn ngày càng tồi tệ. Tuyết dạo này thường hay đi sớm về khuya, mà mỗi lần về thì lại say không biết trời đất gì. Tiền cầm sổ đỏ vay bữa hôm, cô ta cũng chưa đem được về đồng các nào để trả nợ. Bà Tâm nghe lời cô ta, được đồng tiền lương hưu nào là lại gói ghém đưa cho cô ta làm ăn, với hy vọng là sẽ kiếm được thêm vài miếng đất để đổi đời. Tối hôm nay cũng vậy, đã 12 giờ đêm rồi mà Tuyết vẫn chưa về. Toàn nằm lướt điện thoại thì vô tình bắt gặp hình ảnh gia đình hạnh phúc của Thảo. Tự nhiên trong lòng anh ta nổi lên một sự hờn ghen vô lý. Anh ta nhớ Thảo, nhớ những ngày hai người đang còn tình cảm. Toàn cảm thấy hơi cay nơi khóe mắt. Thảo, cô thật tốt số, cô bỏ tôi để đi tìm hạnh phúc mới như vậy sao? Bóng ở dưới, tiếng của Tuyết đi về kéo anh ta trở về thực tại. Toàn, anh đâu rồi? Sao anh không ra mở cổng cho tôi? anh thật là vô dụng anh chỉ là thằng làm công ăn lương nhà nước ba cọc ba đồng đâu có xứng đáng làm chồng của tôi ở bên trong vợ chồng bà tâm cũng vội thức giấc tuyết cô đi đâu về mà say khướt như vậy cô có biết giờ là mấy giờ rồi không tôi không biết tôi đi chơi về anh dám ý kiến sao con uống thì cũng phải có chừng mực chứ con gái con lứa mà say như thế này thì thiên hạ họ biết họ lại cười cho con chẳng sợ ai cười sống là phải vui vẻ thoải mái làm những điều mình thích chứ mẹ chứ ai như bố mẹ rồi cả anh toàn nữa suốt ngày cứ ở ru rú trong nhà không biết cái gì ngoài xã hội thì chán lắm vừa nói xong cô ta xả ra một nhà toàn thức ăn hôi tanh ông dũng ngao ngán chỉ biết lắc đầu rồi đi vào phòng nằm từ khi tuyết về làm dâu đến giờ cô ta chưa phải đụng tay đụng chân vào bất cứ một việc gì trong nhà bà tâm lúc nào cũng dành làm hết nhưng dạo gần đây bà ta cũng cảm thấy chán nên thường nói bóng nói gió để cho tuyết hiểu nhưng cô ta thuộc kiểu người không muốn tiếp thu nên dù bà ta có nói thế nào cô ta cũng mặc kệ toàn con dọn dẹp rồi đưa nó lên phòng đi ngủ đi mẹ nghe phát ngán với nó rồi đó mấy việc này con làm không quen mẹ dọn dùng con với rồi kéo cô ta vào một góc cho cô ta nằm mai tỉnh rượu thì nói cô ta sau sáng mai khi trời vừa sáng Bà Tâm đi ra phòng khách gọi Tuyết dậy Tuyết, dậy thay quần áo đi con Mẹ im lặng cho con ngủ thêm một tí nữa được không? Đúng là phiền phức mà Cái con bé này ăn nói với mẹ chồng hỗn hào như vậy sao? Đi chơi thì uống cho cố vào Rồi về nằm một đống ở đây Sao mẹ lắm điều thế? Mẹ đừng nghĩ con giống như con Thảo Nói gì cũng được nhé Tại con Thảo nó ngu thì nó mới chịu đựng Chứ con thì mẹ đừng có mơ Cô dám mà nói với mẹ như vậy sao? Cô sai mà còn lớn giọng ở đây anh có tư cách gì mà đánh tôi Một thằng nhân viên quèn như anh Lương không đủ cho tôi đi ngoại giao một bữa Thì đừng có đứng ở đây để nói chuyện nghe chưa Bị xúc phạm một cách quá đáng Toàn không giữ nổi bình tĩnh Đi lại đá vào người cô ta mấy cái Cô nhiều tiền vậy Sao không đưa tiền đây Để gia đình tôi đi lấy sổ đỏ về Tôi cũng chán cô lắm rồi Tôi hối hận vì đã bỏ Thảo để lấy cô Có gì từ từ rồi hai đứa nói chuyện Chứ vợ chồng với nhau Không tránh khỏi cãi vã Giờ Tuyết nghe lời mẹ Đi lên phòng tắm rửa Rồi mẹ nấu cái gì cho con ăn nhé Bây giờ bà sáng mắt ra chưa Hồi xưa con Thảo nó hiền lành ngoan ngoãn Thì bà luôn tìm mọi cách để bắt bẻ hành hạ nó Giờ có con dâu mới Thì lại phải nhỏ nhẹ chiều chuộng nó hết mình Bà làm sao thì làm Tình hình này phải nói nó đưa tiền Mà chuộc cái sổ đỏ về Không là mất nhà như chơi đó nha Nghe chồng mình nói Bà Tâm cũng cảm thấy rất sợ Nhưng bà ta vẫn cố bình tĩnh Để đáp lại lời của ông Dũng Ông nói sao chứ Còn Tuyết nó giỏi giang Làm sao có chuyện mất nhà ở đây được Bữa tôi hỏi mà nó kêu họ đang trả giá cái lô đất ấy Nên chờ một thời gian nữa Tôi không biết Bà tự lo mà giải quyết lấy Nấu nướng xong xuôi Bà ta bưng một tô cháo lên gõ cửa phòng Tuyết Tuyết ơi mẹ vào được không Con hút miếng cháo cho đỡ mệt nhé Mẹ cứ để đó Lát con ăn Mà Tuyết này Cái lô đất con nói đó đã bán được chưa Dạo này tiền lãi ngân hàng tăng cao nên bố mẹ muốn lấy cái sổ đỏ về cho đỡ tiền lãi mẹ chờ một thời gian nữa đi chứ giờ đang lời ít nên chị bạn đầu tư với con chưa muốn bán giờ mà mình nôn muốn bán là mất mấy tỷ đó mẹ được từng nào cũng được con mình có nhiêu xài nhiêu đừng có ham một đĩa mà bỏ cả mâm con ạ à. ôi tư duy của mẹ đúng là hạn hẹp trách gì mà không giòn nổi con đã bỏ một số tiền lớn để đầu tư thì bắt buộc phải thu về kha khá mới xứng đáng chứ mẹ mẹ cứ yên tâm khi nào con bán xong đất là con đưa tiền cho mẹ lấy sổ đỏ về Mà con còn tiền nữa không Đưa cho mẹ một ít để mẹ trang trải tiền ăn uống Với đóng tiền lãi được không Tuyết tì lại lấy túi ra chục triệu đưa cho bà Tâm Mẹ cầm tạm chục triệu đã nhé Dạo này con phải tạo nhiều mối quan hệ làm ăn Nên hơi tốn một xíu Mẹ thông cảm nhé Không sao đâu con Mẹ luôn tin tưởng con mà Thôi con ăn đi mẹ đi xuống dưới Dạ con cảm ơn mẹ có tiền, bà Tâm cười tít mắt. Vài ngày sau trong lúc ngồi ăn cơm, vợ chồng bà Tâm cùng với Toàn ngồi xem tin tức thời sự thì mất hồn mất vía khi biết được mấy lô đất mà Tuyết đang đầu tư đều là dự án ma. Tất cả thủ phạm đều đã bị bắt, không những Tuyết mà còn rất nhiều nạn nhân nữa cũng đều bị lừa và mất trắng số tiền đã bỏ ra. Toàn không thể bình tĩnh được nữa, liền đi lại bấm số gọi cho Tuyết, nhưng số điện thoại cô ta không liên lạc được. Toàn con tuyết nó có bắt máy không? Dạ không, cô ta khóa máy rồi mẹ. Chết rồi, không biết cái thông tin này có thật không nữa. Nếu mà con tuyết dính vào vụ này, thì chúng ta cũng chết theo luôn. Bà Tâm nói chưa hết câu thì ở ngoài cổng có tiếng la hét ở mỹ. Mở cửa, mở cửa nhanh. Con đi ra xem, ai ở ngoài mà ồn ào quá vậy? Dạ, để con ra xem sao bố. Toàn vừa bước ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy một đám người xăm trổ mặt mũi hung tợn đứng ở ngoài. Các anh là ai mà đến la hét ở Mỹ ở cửa nhà tôi vậy? Đây có phải nhà của con Tuyết không? Phải. Bọn tao tới tìm con Tuyết. Cô ấy không ở nhà. Vậy mày là chồng của nó đúng không? Đúng vậy. Thế mày mở cửa cho bọn tao vào nói chuyện với mày và gia đình mày. Chúng tôi không có chuyện gì để nói với các anh hết. Mày có mở không? Nếu không mở, tao sẽ đập nát cái nhà này luôn cho mà coi. Toàn nghe bọn chúng ham dọa Thể sợ hãi mở cửa cho bọn chúng vào Vào đến nơi Thấy vợ chồng bà Tâm ngồi ở bàn Một tên trong số đó hất hàm hỏi Con Tuyết trốn đâu rồi Bà Tâm sợ quá miệng lắp bắp Tuyết... Tuyết nào cơ Bà đừng giả vờ giả vịt Ông Dũng phẫn nộ đứng dậy hỏi Nợ nần gì ở đây Nói vậy chắc các người không biết Con Tuyết là người như thế nào rồi Nó hiện tại bây giờ đang nợ bọn tôi 2 tỷ Cả vốn lẫn lời nếu các người không trả thì đừng trách bọn tôi vô tình vô nghĩa. Các người nói láo, con dâu tôi làm gì mà phải nợ tiền các người chứ? Bà xem đi, đây là giấy ghi nợ có chữ ký của nó rõ ràng. Vừa xem xong, bà tâm ngất xỉu ra giữa nhà, toàn bây giờ vừa sợ vừa lo. Cô ta nợ thì các anh đến mà đòi cô ta chứ đòi gì chúng tôi, nếu các anh làm quá thì chúng tôi sẽ báo công an, các anh nên các anh nên nhớ rằng tôi là cán bộ của huyện đó. Mày đi báo công an đi bọn tao xin tiếp nếu gia đình mày mà không trả đủ số tiền nợ cô ta đã vay thì mỗi người bọn tao xin một thứ trên người của từng thành viên trong gia đình nhé toàn cùng với ông dũng mặt cắt không ra một giọt máu đụng đến ai chứ đụng đến bọn cho vay nặng lãi thì coi như là xong luôn các các anh cho chúng tôi thời gian ít bữa để xoay tiền đã chứ giờ nói thật chúng tôi không có tiền thì lấy gì mà trả đây được bọn tao cho thời hạn một tuần nhớ trả đủ nghe chưa nói xong bọn chúng quay mặt đi về vừa đúng lúc ấy bà tâm tỉnh dậy bọn bọn chúng đi chưa mau lấy máy gọi cho con tuyết về gấp mặc dù toàn đã gọi hàng chục cuộc nhưng số điện thoại trong tình trạng thuê bao bà tâm ngồi sụp xuống nhà ôm lấy đầu khóc nức nở tuyết ơi là tuyết cô ở đâu mà không về đi chứ bà và thằng toàn sáng mắt ra chưa cứ ham giàu ham đẹp để làm gì bây giờ mang một đống nợ giờ mà không có tiền trả cho bọn chúng thì chúng lấy mạng chúng ta bất cứ lúc nào Nhà thì đi cầm mất tiêu rồi, giờ lấy gì mà trả đây? Bố mẹ cứ yên tâm, chúng ta thử đi vay mượn trong họ hàng xem sao. Ừ, cứ trước mắt giải quyết đống nợ cho con Tuyết trước đã, rồi chúng ta tính sau. Sao số tôi khổ thế này? Tuyết ơi là Tuyết, sao cô báo gia đình tôi như thế? Qua tìm hiểu thì thảo biết được nhà của Toàn đang bị nợ nần chồng chất, vì quá đau buồn nên ông Dũng đã đổ bệnh và mất. Toàn cũng vì xấu hổ nên bỏ việc đi làm ăn xa ở trong Nam. Anh ta biết bản thân có đứa con với Thảo Trước khi vào Nam Đã từng lén nhìn Thảo và con từ xa Trong sự tiếc nuối Tất cả là do anh ta không biết trân trọng cô Giờ còn lại mình bà Tâm Bà ấy phải đi làm giúp việc kiếm sống qua ngày Và kiếm tiền đóng lãi Và nuôi huệ ăn học ở ngoài Hà Nội Tự nhiên mấy bữa nay Phong lại có ý định đi tìm bố mẹ ruột của mình Anh chẳng có thông tin của họ Ngoài một sợi dây chuyền bằng bạc Được đeo vào cổ khi anh được người ta đem về cô nhi viện thảo này anh muốn tìm lại bố mẹ ruột của mình giờ tìm bằng cách nào hả anh anh cũng không biết nữa nhưng anh linh cảm là bố mẹ của anh vẫn còn sống anh chỉ có sợi dây này là vật quan trọng để bố mẹ nhận biết được anh dường như trời nghe được lòng anh nên sau quá trình nỗ lực tìm kiếm và đăng tải thông tin trên các trang mạng thì cuối cùng phong cũng tìm được gia đình của mình thật không ngờ gia đình phong lại giàu có đến vậy nhận lại con họ không thể giấu được niềm xúc động và thú nhận cũng đã luôn tìm kiếm anh trong vô vọng bao năm qua giờ đây cả nhà bên nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn vợ chồng thảo bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đón thêm thành viên mới và khai trương thêm một vài chi nhánh ở những nơi khác có thể nói cuộc sống của thảo bây giờ không có gì để nói ngoài hai từ viên mãn các bạn vừa lắng nghe bộ chuyện mới của tác giả hà đoàn Hãy bình luận cảm nghĩ của bạn về câu chuyện này nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.